Cần bán nhà xây mới 5 tầng tại ngõ Hưu Trí, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đây là ngôi nhà được xây mới 5 tầng với thiết kế bao gồm 4 phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng thờ, một sân phơi và 4 nhà vệ sinh. Có vị trí nằm ở rất là gần những cái khu trung tâm kinh tế của quận Hà Đông như là Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân thành phố. Gần chợ Hà Đông, gần sân vận động Hà Đông và xung quanh nhà thì có đầy đủ tất cả các tiện ích từ trường mầm non đến trường đại học. Có cái ngõ ở trước nhà đây mọi người có thể nhìn thấy, ngõ trước nhà là rộng 3 mét. Đấy, và cách cái đường ô tô đi lại là chỉ khoảng tầm 15 mét thôi. Nằm ở trong khu vực đông dân cư, dân trí rất là cao. Cái nhu cầu cần thuê nhà hoặc là cần mua nhà rất là nhiều. Đấy, sau đây thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết ở phía bên trong của ngôi nhà để cho mọi người có thể nắm được. Đấy, đây là cái phía trước mặt tiền đây. Mọi người có thể nhìn thấy với diện tích ở trên sổ đỏ là 37 mét vuông và thiết kế là 5 tầng thì cái công năng sử dụng và diện tích sử dụng rất là nhiều. Ngôi nhà này thì hiện tại đang được bên công ty chúng tôi chào bán với giá là 3 tỷ 200 triệu đồng. Bên công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ những cái chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với khách hàng có nhu cầu. Đấy, thì sau đây mời mọi người cùng tham quan toàn bộ ngôi nhà. Ở phía mặt tiền đây mọi người có thể nhìn thấy mặt tiền của ngôi nhà rất là rộng. Chúng ta sẽ có hai cửa, một là cửa chính và hai là cửa sổ đây. Đấy, nhìn vào ngôi nhà rất là rộng, rất là bề thế. Toàn bộ hệ thống mặt tiền là được ốp bằng gạch 80-80 granite. Hệ thống cửa sổ là sử dụng là bằng cửa nhôm hệ và phía bên trong đó là cái khung sắt hộp sơn tĩnh điện đảm bảo tính an toàn cho ngôi nhà cũng như là tính thẩm mỹ. Và đây là cửa chính ạ. Cửa chính của ngôi nhà rất là rộng, ngôi nhà có hướng là hướng đông nam đấy, cho nên là rất là mát và luôn luôn là đầy đủ ánh sáng và không khí. Phía bên cửa chính thì là bên ngoài là lớp sắt hộp sơn tĩnh điện, còn phía bên trong là bằng cửa nhôm kính. Và sau đây là toàn bộ của cái không gian của tầng 1, mọi người có thể nhìn thấy thiết kế của tầng 1 rất là rộng. Đấy, cực kỳ rộng luôn. Chúng ta sẽ có một khu vực bếp, một nhà vệ sinh phụ và một cái khu vực để xe ở đây. Đấy, tầng 1 thiết kế là vừa làm phòng ăn, phòng bếp và làm khu vực để xe. Chúng tôi đã hoàn thiện xong hết toàn bộ những cái hệ thống gạch lát nền, trần thạch cao, hệ thống điện nước. Khách hàng có nhu cầu thì là có thể là mua nhà và chuyển đồ về ở luôn. Không gian rất là rộng ạ. Tôi sẽ giới thiệu kỹ về khu vực bếp để cho mọi người có thể hình dung dễ hơn. Toàn bộ hệ thống tủ bếp là sử dụng là bằng gỗ acrylic chống cong vênh mối mọt. Kính ốp bếp là sử dụng là bằng kính cường lực mang thương hiệu là Minh Long. Sử dụng chậu rửa và vòi rửa là chậu bằng inox 304, chậu đúc nguyên khối và vòi rửa là vòi bằng inox 304. Đấy, khu vực bếp rất là đẹp, rất là rộng. Tủ bếp thiết kế hình chữ L. Đấy, cho nên là rất là gọn. Chúng tôi cũng đã thiết kế tương đối những vị trí để tủ lạnh này, để máy lọc nước rồi. Đấy, quý khách là chỉ việc mua đồ về để thôi. Và ở phía tầng 1 đây là sẽ có thêm một nhà vệ sinh nữa. Sử dụng là cửa là bằng cửa nhôm hệ và phía bên trong nhà vệ sinh là đã có đầy đủ hết hệ thống bồn cầu, vòi xịt và rửa cũng như là hệ thống máy bơm nước để bơm nước từ bể ngầm lên trên tét nước ở trên tầng 5. Đấy, mọi người có thể là nhìn thấy toàn bộ không gian của cái tầng 1 là từ khu vực này này. Rất là rộng, rất là nhiều diện tích. Tiếp theo đây là mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 2. Và đây là cái khu vực cầu thang lên đây, thiết kế cầu thang rất là hiện đại. Sử dụng là toàn bộ cái hệ thống đá ốp là sử dụng là bằng đá hoa cương. Tay vịn cầu thang là dùng là chất liệu là bằng gỗ lim Nam Phi. Và ở phía bên trên tầng 2 này là kiến trúc sư của chúng tôi thiết kế tầng 2 là toàn bộ là để sử dụng là phòng khách cũng như là phòng sinh hoạt chung cho toàn bộ ngôi nhà. Đấy, rất là rộng. Toàn bộ hệ thống cửa kính mở ra bên ngoài để ra ban công lấy ánh sáng và không khí. Tầng 2 rất là rộng. Hệ thống trần thạch cao cùng với lại đèn led cũng đã được hoàn thiện rất là tỉ mỉ. Đấy, đây là cái khu vực ban công mọi người nhé.
Đấy. Khu vực ban công rất là thoáng. Tiếp theo đây là mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên khu vực tầng 3. Ở phía bên trên tầng 3 và tầng 4 là chúng tôi sẽ thiết kế là mỗi một tầng là bao gồm là hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Thì ở cái vị trí của ngôi nhà này thì bên công ty là đã lắp đặt hết toàn bộ những cái hệ thống điều hòa đấy và hệ thống bình ống lạnh ở trong các phòng ngủ và ở trong các nhà vệ sinh. Đấy. Sử dụng là điều hòa là mang thương hiệu là Panasonic 12.000 BTU, điều hòa nóng lạnh 2 chiều. Và đây là hiện tại tôi đang đứng ở phía trong phòng ngủ thứ nhất đây. Phòng ngủ rất là rộng, diện tích của phòng ngủ này là rơi vào xấp xỉ là khoảng tầm 15m2. Đấy, cho nên là chúng ta là có thể là kê giường tủ bàn ghế rất là thoải mái. Có cửa sổ mở ra bên ngoài và có các cửa mở ra ngoài phía ban công đây nữa. Sử dụng cửa thông phòng là cửa bằng gỗ lim Nam Phi. Và tiếp theo đây là phòng ngủ thứ hai. Đấy. Phòng ngủ thứ hai này cũng có cửa sổ mở ra bên ngoài phía ô thoáng ở cầu sang đây. Nhìn rất là thoáng, rất là sáng. Tất cả các phòng này đều có cửa sổ mở ra bên ngoài hết mọi người nhé. Và phòng thiết kế rất là vuông, rất là đẹp. Đây là hệ thống điều hòa. Về cơ bản là tất cả mọi thứ đều đã hoàn thiện xong hết rồi. Mọi người chỉ việc chuyển đồ về và chúng ta có thể là lắp thêm rèm cửa hay là đồ đạc và chúng ta sử dụng thôi. Và đây là cái khu vực nhà vệ sinh ở phía tầng 3. Nhà vệ sinh đã được lắp sẵn cái hệ thống bình nóng lạnh. Hoàn thiện hết toàn bộ những cái hệ thống bồn cầu, lavabo, sen tắm, vòi xịt hay là những cái hệ thống phụ kiện, gương, rồi vắt khăn. Đấy, đã hoàn thiện xong hết. Toàn bộ cửa nhà vệ sinh chúng tôi là sử dụng là bằng cửa nhôm hệ. Đấy, đây là toàn bộ có cái không gian của tầng 3 đấy ạ. Rất là rộng, rất là thoáng. Chia các phòng với bố cục rất là hợp lý và diện tích là rất là thoải mái. Tiếp theo đây là mời mọi người nên tham quan ở phía bên trên của khu vực tầng 4. Thiết kế của tầng 4 và tầng 3 là sẽ tương tự như nhau. Đấy, chúng ta sẽ có một nhà vệ sinh và hai phòng ngủ. Đấy, tôi sẽ không giới thiệu kỹ chi tiết nữa bởi vì nó giống hệt như ở tầng 2, tầng 3 rồi. Đấy, cũng đã lắp đặt xong hết toàn bộ những cái hệ thống điều hòa, bình ống lạnh. Và sau đây là mời mọi người lên tham quan cái tầng cuối cùng là tầng 5 của ngôi nhà. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy là chúng tôi đã thiết kế ở phía đằng sau của ngôi nhà đây là cái hệ thống giếng trời cung cấp ánh sáng cho toàn bộ cái hệ thống ô cầu thang này. Đấy, đi vào các phòng phía trong cung cấp đảm bảo cho các phòng luôn luôn đầy đủ ánh sáng cũng như là không khí ở trong ngôi nhà, cảm giác nó rất là tự nhiên. Ở trên tầng 5 thì sẽ bao gồm là một phòng thờ và một sân phơi ở phía bên ngoài này đây. Thì khu vực phòng thờ nó cũng đã được hoàn thiện xong hết. Đấy, toàn bộ hệ thống ổ điện rồi hệ thống bóng đèn đều hoàn thiện xong hết rồi. Tiếp theo ở phía bên ngoài đây là khu vực sân phơi. Chúng tôi đã làm xong hết những cái hệ thống mái tôn rồi chuồng cọp để đảm bảo cái tính an toàn, tính thẩm mỹ cho ngôi nhà. Đấy, sân phơi rất là rộng. Gạch lát nền là sử dụng là gạch đỏ kích thước là 40x40. Và ở khu vực này đây chúng tôi cũng đã thiết kế sẵn hệ thống dây điện cũng như là hệ thống vòi nước cấp và ống xả nước cho máy giặt. Máy giặt sẽ đặt ở đây. Đấy, ở cái dự án này thì là chúng tôi sẽ xây dựng là bao gồm là 8 căn nhà theo hình thức liền kề phân lô và đã bán được 6 căn rồi. Đấy, bây giờ là chỉ còn có 2 căn như thế này thôi. Đấy, và tôi xin nhắc lại một chút là ngôi nhà là có hướng đông nam, diện tích ở trên sổ đỏ là 37m2. Thiết kế là 5 tầng bao gồm là 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, một phòng thờ, một sân phơi và ba nhà vệ sinh. Chúng tôi đã lắp đặt xong hết toàn bộ những cái hệ thống điều hòa cũng như là hệ thống bình ống lạnh ở trong các nhà vệ sinh rồi. Đấy, mọi người cần
tư vấn thêm chi tiết hoặc là xem nhà trực tiếp thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người nhớ like video và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về nhà và các bất động sản tầm bán khác của bên công ty chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.